sơ đồ cho cái dự án này trước đã. Bây giờ công việc số 1, công việc số 2 bắt đầu ngay từ đầu. Đây, chúng ta nhắc lại. Thì chúng ta vẽ một cái sự kiện khởi đầu, rồi sau đó chúng ta vẽ cái công việc số 1 và công việc số 2 đi ra. Rồi công việc số 3, công việc số 4, công việc số 5 sau công việc số 1. Vẽ một cái sự kiện, rồi sự kiện kết thúc cái công việc số 1, bắt đầu với công việc 3, 4, 5. Rồi công việc số 6 sau công việc số 2, 3. 2, 3. À, công việc số 2 thì nó ở, số 3 thì ở trên này, số 2 thì ở dưới này. Vì vậy mình vẽ một cái sự kiện gọi là sự kiện kết thúc của công việc số 2, số 3 và bắt đầu công việc số 6, cho cái công việc số 3 nó kết thúc xuống dưới này, mình kéo nó xuống và bắt đầu cái công việc số 6. Bắt đầu công việc số 6. Công việc số 7 thì sau công việc số 5 và số 6. Thì số 5 nó ở trên này. Đấy. Số 6 thì ở dưới này. Nên vậy chúng ta kéo hai cái công việc này lại với nhau. Cho nó kết thúc tại một điểm. Rồi bắt đầu cái công việc số 7. Công việc số 8 thì sau công việc số 4, công việc số 9 cũng sau công việc số 4. Như vậy ta vẽ một cái sự kiện kết thúc cái công việc số 4. Rồi vẽ một cái công việc số 8 và số 9. Tạm thời cứ viết vậy. Rồi công việc số 10. 10 thì sau công việc số 9. 10 sau công việc số 9. Như vậy thì ta vẽ một cái sự kiện kết thúc công việc số 9, bắt đầu công việc số 10. Công việc số 11 sau công việc số 7 và số 10. Số 7 và số 10. Số 7 thì ở dưới, số 10 thì trên, chúng ta phải kéo nó xuống. Rồi bắt đầu cái công việc số 11. Công việc số 12 sau công việc số 8. Công việc số 8 của mình ở trên này.
Như vậy đây là công việc cuối cùng. Vì thế nên đó là mình kéo hết tất cả những cái công việc mà chưa có cái mũi, chưa có cái điểm kết thúc và một cái sự kiện, là sự kiện đó gọi là sự kiện kết thúc. Kiện kết thúc. Như vậy đó là cái cơ bản sơ lược về cái sơ đồ. Bây giờ chúng ta đánh cái số thứ tự của sự kiện. Bây giờ cái sự kiện đầu tiên ta đánh số thứ tự 0. 0. Rồi đánh số thứ tự cho sự kiện nào thì xóa mũi tên khỏi sự kiện đó đi. Cái sự kiện nào mà không còn mũi tên đi vào tiếp theo thì mình đánh số thứ tự cho sự kiện tiếp theo. Thì cái này sự kiện dưới này ta thấy nó vẫn còn cái mũi tên này. Đây này. Vì thế nên nó là không không có đánh được. Như vậy ta đánh số thứ tự cho sự kiện trên. Đây là 1. Rồi xóa mũi tên đi ra khỏi cái sự kiện số 1 đi. Thì sự kiện nào không còn mũi tên đi vào đến thì số thứ tự tiếp theo. Thì mình thấy có sự kiện này không còn mũi tên đi vào. Sự kiện này không còn. Vì thế nên mình đánh là 2, 3. Rồi tiếp tục như thế. Xóa mũi tên đi ra khỏi những cái sự kiện vừa mới đánh số đi, như là sự kiện 2, sự kiện 3. Bây giờ sự kiện nào không còn mũi tên đi vào thì mình thấy có cái sự kiện này không còn mũi tên đi vào, sự kiện này cũng không còn, sự kiện này cũng không còn, không còn. Như vậy ba cái sự kiện này bằng nhau, mình đánh là 4, 5, 6. Rồi tiếp tục lại xóa các mũi tên để ra khỏi sự kiện 4, 5, 6 đi. Sự kiện nào không còn mũi tên đi vào thì đánh số thứ tự sự kiện tiếp theo. Sự kiện bây giờ chúng ta thấy là cái sự kiện này không còn mũi tên đi vào. Sự kiện này thì vẫn còn. Vì thế nên nó là đây là cái sự kiện số 7. Rồi xóa mũi tên ra với sự kiện 7 thì còn lại đúng cái sự kiện này. Mình không còn mũi tên đi vào, đánh số thứ sự kiện 8. Thì đó là đánh số thứ tự của sự kiện. Bây giờ ta điền các cái chỉ tiêu thời gian vô để công việc số 4, 5, 6. Rồi, người ta tính cái thời gian sớm nhất hoàn thành dự án mà không ảnh hưởng tới công trình. Ngay sự kiện đầu tiên, sớm nhất tôi cho nó bắt đầu ngay từ đầu. Bây giờ tới sự kiện số 1. Sự kiện số 1 là sự kiện kết thúc của công việc số 1. Công việc số 1 bắt đầu ngay từ đầu cái dài 5 tuần. Vậy theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 5. Nghĩ số 5 ở đây vì nó kết thúc có một công việc thôi. Sự kiện số 2. Sự kiện số 2 là sự kiện kết thúc của công việc số 4. Công việc số 4 theo dự kiến bắt đầu cuối tuần thứ 5 thì công việc số 1 kết thúc và kéo dài 10 tuần theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 15. Nghĩ số 15 vào đây. Sự kiện số 3. Sự kiện số 3 là sự kiện kết thúc của công việc số 2 và số 3. Đây, công việc số 2 dự kiến bắt đầu từ đầu cái dài 4 tuần theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ tư. Công việc số 3 dự kiến bắt đầu cuối tuần thứ năm khi công việc 1 kết thúc cái dài 5 tuần theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 10. 4 cái 10 là cái số 10 vào đây. Rồi sự kiện số 4. Dự kiện số 4 là sự kiện
kết thúc của một công việc số 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 8 thôi. Công việc số 8 theo dự kiến sẽ bắt đầu cuối tuần 15, nghĩa là 6 tuần, theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 21. Ghi số 21 vào đây. Sự kiện số 5. Sự kiện số 5 là sự kiện kết thúc của công việc số 9. Công việc số 9 theo dự kiến bắt đầu cuối tuần 15, kéo dài 4 tuần. Theo dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 19. Ghi số 19 vào đây. Sự kiện số 6. Sự kiện số 6 theo sự kiện số 6 là sự kiện kết thúc của công việc số 5 và số 6. Công việc số 5 dự kiến bắt đầu vào cuối tuần thứ 5, kéo dài 8 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 13. Công việc số 6 dự kiến sẽ bắt đầu cuối tuần thứ 10, kéo dài 6 tuần. Dự kiến kết thúc vào cuối tuần thứ 16. Như vậy đang ghi số 16 vào đây. Sự kiện số 7. Sự kiện số 7 là sự kiện kết thúc của công việc số số 7. Công việc số 7 theo dự kiến bắt đầu cuối tuần 16, kéo dài 12 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 28. 28 ở đây. Sự kiện số 8. Sự kiện số 8 sự kiện, không, cái công việc số cái sự kiện số 7 này nó kết thúc của hai công việc. Nó kết thúc của công việc số 10 nữa. Thì công việc số 10 theo dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 19, kéo dài 2 tuần. Như vậy theo dự kiến thì nó kết thúc vào cuối tuần thứ 21. 21 với 28 thì mình vẫn ghi số 28 vào đó. Rồi sự kiện số 8. Sự kiện số 8 là sự kiện kết thúc của công việc số 11 và 12. Công việc số 11 theo dự kiến bắt đầu cuối tuần thứ 28, kéo dài 7 tuần. Như vậy theo dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 35. Công việc số 12 theo dự kiến bắt đầu cuối tuần 21, kéo dài 9 tuần. Như vậy theo dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 30. 30 đến 35 thì tự nhiên số 35 vào đây. Như vậy thì theo dự kiến thì sớm nhất dự án sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 35. Bây giờ là tính với thời gian muộn nhất phải hoặc là cho phép hoàn thành dự án. Sớm nhất cuối tuần thứ 35 kết thúc, và nếu như mình không cho cái dự án này thêm một cái thời gian dự trữ nào thì muộn nhất cũng phải cuối tuần 35 kết thúc, ghi số 35 vào đó. Rồi bây giờ tới sự kiện số 7. Sự kiện số 7 là sự kiện bắt đầu của công việc số 11. Công việc số 11 nếu sớm thì 35 kết thúc, muộn thì 35 cũng phải kết thúc, và nó kéo dài 7 tuần. Vậy nếu như muộn thì nó cũng phải bắt đầu vào cuối tuần thứ 28, có nghĩa là không được muộn. Đấy, sớm thì 28, muộn cũng phải 28. Nó có một cái công việc đi ra thôi, vì thế nên ta ghi số 28 vào đây. Sự kiện số 6. Sự kiện số 6 là sự kiện bắt đầu của công việc số 7. Công việc số 7 nếu sớm thì 28 kết thúc, nếu muộn thì 28 cũng phải kết thúc, kéo dài 12 tuần. Như vậy nếu muộn thì nó cũng phải bắt đầu vào cuối tuần thứ 16. Ghi số 16 vào đây. Nghĩa là không được muộn. Sự kiện số 5. Sự kiện số 5 là sự kiện bắt đầu của công việc số 10. Công việc số 10 nếu sớm thì cuối tuần thứ 21 phải hoàn thành, và nếu muộn á thì cuối tuần thứ 28 hoàn thành cũng được. Đấy. Và nó kéo dài 2 tuần. Như vậy nếu mà muộn thì cuối tuần thứ 26 bắt đầu vẫn kịp. Hoàn thành vào cuối tuần thứ 28. Vì vậy nhà mình ghi số 26 vào đây. Sự kiện số 4. Sự kiện số 4 là sự kiện bắt đầu của công việc số 12. Công việc số 12 nếu sớm thì cuối tuần thứ 30 là phải hoàn thành. Nhưng mà nếu muộn thì cuối tuần thứ 35 hoàn thành cũng được. Và nó kéo dài 9 tuần. Và như vậy nếu mà muộn thì cuối tuần thứ 26 bắt đầu vẫn kịp. Đấy, tại vì số 26 vào đây. Rồi sự kiện số 3. Sự kiện số 3 là sự kiện bắt đầu của công việc số 6.
Đây, công việc số 6 nếu sớm thì cuối tuần thứ 16 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 16 cũng phải hoàn thành. Kéo dài 6 tuần như vậy, nếu muộn thì nó cũng phải bắt đầu cuối tuần thứ 10, ngày số 10 vào đây. Rồi sự kiện số 2. Sự kiện số 2 là sự kiện bắt đầu qua hai cái công việc số 8 và số 9. Công việc số 8 nếu sớm thì cuối tuần thứ 21 kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần 26 kết thúc cũng được. Và nó kéo dài 6 tuần. Như vậy nếu muộn cuối tuần thứ 20 bắt đầu vẫn được. Công việc số 9. Công việc số 9 nếu sớm thì cuối tuần 19 là hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần 26 hoàn thành cũng được. Kéo dài 4 tuần. Như vậy nếu mà muộn nhất á, thì nó bắt đầu cuối tuần thứ 22 vẫn được, vẫn kịp. 20 với 22 mình phải ghi số 20 vào đây. Rồi sự kiện số 1. Sự kiện số 1 là sự kiện bắt đầu của ba công việc 3, 4, 5. Công việc số 3 nếu sớm thì cuối tuần thứ 10 là kết thúc, nếu muộn thì cũng phải cuối tuần thứ 10, kéo dài 5 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 5 cũng phải bắt đầu. Công việc số 5 nếu sớm thì cuối tuần thứ 13 là sẽ kết thúc theo dự kiến, nếu muộn thì cuối tuần thứ 16 kết thúc vẫn được. À, kéo dài 8 tuần, như vậy nếu muộn cuối tuần thứ 8 bắt đầu vẫn kịp. Không thể bắt đầu trễ hơn nữa, cuối tuần thứ 8 bắt đầu vẫn kịp. Công việc số 4. Công việc số 4 nếu sớm thì cuối tuần 15 kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần 20 kết thúc cũng được. Kéo dài 10 tuần. Vì vậy nên nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 bắt đầu vẫn kịp. 5, 8, 10 thì mình phải ghi số 5 vào đây. Sự kiện không. Sự kiện không là sự kiện bắt đầu của công việc số 1 và số 2. Công việc số 1 nếu sớm thì cuối tuần thứ 5 là hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 5 cũng phải hoàn thành. Kéo dài 5 tuần. Như vậy nếu muộn thì cũng phải bắt đầu ngay từ đầu. Công việc số 2. Công việc số 2 nếu sớm thì cuối tuần thứ 4 là kết thúc. Nhưng mà nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 kết thúc cũng được. Kéo dài 4 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 6 bắt đầu vẫn kịp. Cộng với 6 thì mình phải ghi số 0 vào đây. Vậy đó là toàn bộ cái sơ đồ cho tên cái thời gian dự trữ của sự kiện. Rồi ta tính các cái đường gang. Công việc số 1. Công việc số 1 thì sớm thì cuối tuần thứ 5 kết thúc, muộn thì cuối tuần thứ 5 cũng phải kết thúc. Vì vậy nên nó không có thời gian dự trữ, nó là một công tắc gang. Công việc số 2. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 4 kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 kết thúc cũng được. Nó có tới 6 tuần dự trữ, không gian. Công việc số 3. Công việc số 3 nếu sớm thì cuối tuần thứ 10 kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 cũng phải kết thúc. Như vậy nó là một cái công việc gang. Công việc số 4. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 15 kết thúc, nếu muộn cuối tuần 20 kết thúc cũng được. Có 5 tuần dự trữ. Công việc số 5. Công việc số 5 nếu sớm thì cuối tuần thứ 13 kết thúc, nếu muộn thì 16 kết thúc cũng được. Như vậy nó có 3 tuần dự trữ. Công việc số 6, nếu sớm thì 16 kết thúc, nếu muộn thì 16 cũng phải kết thúc. Vậy nó là một cái công việc gian. Công việc số 7, nếu sớm thì cuối tuần 28 kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần 28 cũng phải kết thúc. Như vậy nó là một cái công việc gian. Công việc số 8,
Nếu sớm thì 21 kết thúc, nếu muộn thì 26 kết thúc cũng được, như vậy nó không gây. Công việc số 9, nếu sớm thì 19 kết thúc, nếu muộn thì 26 kết thúc cũng được, như vậy không gây. Công việc số 10, nếu sớm thì 21 kết thúc, nếu muộn thì 28 kết thúc cũng được, như vậy không gây. Công việc số 11, nếu sớm thì 35 kết thúc, nếu muộn thì 35 cũng phải kết thúc, như vậy nó là công việc gây. Công việc số 12, nếu sớm thì 30 kết thúc, nếu muộn thì 35 kết thúc cũng được, như vậy thì không gần. Như vậy thì nhìn trên cái sơ đồ, cái đường gân của mình là những cái đường màu đỏ. Cái độ dài của đường gân cũng chính là cái độ dài của dự án 35 tuần. 35 tuần. Và thấy nó có rất nhiều đường, nhưng mà nó chỉ nối tới cái công tác gân thì nó tạo ra một cái đường gân như vậy. Đó là cái đường gân của dự án. Như vậy trong một cái dự án bất kỳ thì khi mà mình nó lập dự án thì nó luôn luôn có một cái đường gân, ít nhất là một cái đường gân như thế, ít nhất là một đường gân như thế. Những cái công tác trên đường gân này nếu như bị trễ thì sẽ dẫn cho tới dự án, toàn bộ dự án bị trễ. Còn có những cái công tác kia thì nó có thời gian dự trữ thì mình trễ một chút thì nó cũng không ảnh hưởng tới thời gian của dự án. Thì trong những cái công việc hàng ngày nó cũng thế, có một số những cái công việc nếu mà nó trễ thì mình sẽ bị trễ, còn những cái công việc còn lại thì nó có thời gian dự trữ. Rồi bây giờ người ta nói là chúng ta rút ngắn cái thời gian dự án này đi 6 tuần theo phương pháp đường gân. Thì rút ngắn dự án thì nó có một cái nguyên tắc, đó là thứ nhất là mình phải rút ngắn làm sao cho cái đường gân nó không bị thay đổi. Đường gân không thay đổi. Nếu mà mình rút ngắn mà đường gân nó bị thay đổi so với lúc đầu thì sẽ dẫn tới trường hợp là rút ngắn nó không hiệu quả, chi phí nó sẽ tăng cao, nó không còn là bé nhất nữa. Thứ hai là mình rút ngắn những công tác gân. Không rút ngắn những cái công việc không gân. Và thứ ba đó là chi phí tăng thêm là bé nhất. Và cuối cùng đó là ràng buộc về kỹ thuật. Ràng buộc về kỹ thuật. Có nghĩa là có những cái công mình rút ngắn thì rút ngắn, nhưng mà cái đường gân nó không thay đổi thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi chi phí tăng thêm phải bé nhất, ưu tiên rút ngắn những cái công việc tác gân nào mà nó có chi phí là bé nhất. Rồi thứ tư đó là những cái ràng buộc về mặt kỹ thuật, có nghĩa là cái công tác đó mình không thể rút ngắn hơn một cái đoạn thời gian cho phép, tại vì cái kỹ thuật nó không cho phép rút ngắn hơn được nữa. Ví dụ như là khi mà mình có những cái công việc, bây giờ ví dụ như một đào một cái giếng đi, đào một cái giếng hay là đào một cái móng hay gì đó, thì nếu như mà mình có một hai người thì mình đào hơi lâu, rồi mình tăng lên tới 10 người, rồi tăng thêm một cái máy móc nữa, thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Nhưng mà nó không có nghĩa là mình cứ càng tăng cái nguồn lực đó, thì cái thời gian của cái công việc đó nó sẽ càng rút ngắn. Nó sẽ tới một cái giới hạn kỹ thuật nào đó mà mình có tăng tăng thêm người, tăng thêm máy móc gì đó, thì nó thời gian nó cũng không rút ngắn, nên mà nó chỉ làm cho cái công việc đó có khi nó còn kéo dài hơn. Nên là tại vì sao? Tại vì là mình đào cái giếng hay là làm cái móng gì đó thì cái chỗ đứng nó cũng chỉ có hạn thôi, mình không thể đưa thêm người hay máy móc vào được. Nên là dù cho mình có tăng thêm cỡ nào thì cái thời gian của dự án, của cái công việc đó nó không có giảm nữa. Ví dụ như là khi mình làm chuyên đề tốt nghiệp này chẳng hạn, thì mình được giao thời gian là 3 tháng. Đấy, một tháng là mình thực tập, rồi một tháng là mình thu thập dữ liệu, rồi một tháng là mình viết. Đấy, nhưng mà nếu như mình có tiền ấy, thì mình sẽ thuê người để khảo sát dữ liệu cho mình, thuê người đánh máy cho mình, rồi thuê người làm rất là nhiều việc cho mình. Như vậy thì có thể là thời gian 3 tháng nó sẽ rút ngắn xuống còn có một tháng thôi. Đấy.
hoặc là mình lại tăng thêm tiền nữa này kia để mà mình thu thập số liệu nhanh chóng hơn nữa, hay là đánh máy nhanh hơn nữa. Nhưng mà mình cứ tăng lên tới một cái mức độ nào đó thôi, có thể là thời gian nó sẽ rút ngắn còn 3 tuần đi hoặc là 2 tuần, nhưng mà không thể rút ngắn thêm được nữa, không thể thêm được nữa, dù cho mình có bỏ bao nhiêu tiền nhưng nữa không thể rút ngắn thêm được nữa, tại vì mình còn cần có ý tưởng, còn cần có cái sự phân tích, còn cần có cái thời gian để mà người ta đánh máy nữa. Bây giờ mà có tăng thêm nữa thì người ta cũng không có đủ thời gian để đánh máy. Nói chung đó là trong bất cứ cái công việc gì nó cũng đều là như thế, nó cũng đều có những cái giới hạn về kỹ thuật mà không thể vượt qua được. Nên vượt qua được dù cho mình có tăng cái nguồn lực cỡ nào nữa thì thời gian nó sẽ không rút ngắn. Vì vậy nên đó là nó có những cái nguyên tắc khi rút ngắn là như thế. Bây giờ xem cái phía bên này thì người ta đã tính cho chúng ta về cái thời gian tối đa có thể rút ngắn rồi, người ta tính cái chi phí rút ngắn trong điều kiện bình thường và chi phí rút ngắn trong cái điều kiện là rút ngắn tối đa, và thấy là cái khoảng thời gian mà mình tối đa mình có thể rút ngắn là chừng này và chi phí nó tăng lên đơn vị chừng này trong một tuần rút ngắn, trong một tuần rút ngắn của cái công việc. Như vậy mình chỉ quan tâm đến những công việc gân thôi, và những cái công việc mà màu đỏ này, cái công việc số 1 nếu rút ngắn một tuần chi phí tăng thêm 21, công việc số 3 một tuần 25, công việc số 4 một tuần 18, công việc số 5 17 29. Như vậy mình chỉ quan tâm đến những cái công việc gân này thôi và cho cái chi phí tăng thêm là bé nhất, lựa chọn những công việc nào để ưu tiên rút ngắn. Như vậy thì bây giờ nó tới cái ràng buộc liên quan tới đường gân thì mình phải làm những cái ràng buộc rất là phức tạp, làm sao cho cái đường gân nó không rút ngắn. Thì nó có cái nguyên tắc, có những cái nguyên tắc là mình phải dò từ cái sự kiện đầu tiên toàn bộ đường gân. Mình dò từ cái sự kiện đầu tiên tới các cái sự kiện tiếp theo trên đường gân xem có cái nào hoàn toàn không gân để so sánh hay không. Từ sự kiện số 0 cho tới sự kiện số 1 thì không có cái đường nào hoàn toàn không gân để so sánh. Như vậy không có. Từ sự kiện số 0 cho tới sự kiện số 3 thì có một cái đường hoàn toàn không gân, đó là đường số 2 để mình so sánh. Như vậy thì mình phải so sánh cái đường gân là đường số 1 và 3. Và nó kéo dài 10 tuần. Còn cái đường không gân là cái đường số 2 kéo dài 4 tuần. 4 tuần. Như vậy mình rút ra cái điều kiện số 1 là mình chỉ nên rút ngắn cái công việc số 1 và số 3 là những cái công tác liên quan đến đường gân đi tối đa 6 tuần thôi. Nếu mà mình rút ngắn quá 6 tuần thì cuối cùng bây giờ cái đường 1 với đường 3 nó còn có 3 tuần. Nếu như mình rút ngắn 7 tuần thì nó còn có 3 tuần. Còn cái đường số 2 ở dưới nó 4 tuần. Như vậy cái đường số 2 lúc này nó mới là đường gân, vì đường gân là đường dài nhất mà. Như vậy nên nó làm cho đường gân thay đổi. Như vậy nên mình chỉ nên rút ngắn đi tối đa 6 tuần thôi, để cho cùng lắm thì nó cũng bằng với cái đường phía dưới là 4 tuần thì nó đường gân của nó vẫn là chính nó, chứ không nên rút ngắn hơn. Thì bây giờ từ sự kiện 0 cho tới sự kiện số 6 thì không có cái đường nào hoàn toàn không gân để so sánh, phải là hoàn toàn không gân. Rồi từ sự kiện 0 cho tới sự kiện số 7 cũng thế. Từ sự kiện 0 cho tới sự kiện số 8 thì cũng thế. Không có đường nào hoàn toàn không gian. Rồi bây giờ tới cái sự kiện tiếp theo là sự kiện số 1. Rồi tới các sự kiện tiếp theo trên đường gân. Từ sự kiện số 1 cho tới sự kiện số 3 thì có đường nào hoàn toàn không gian không để so sánh, thì mình thấy không có. Rồi từ sự kiện số 1 tới sự kiện số 6, tới sự kiện số 6 thì mình thấy có một cái đường số 5. Như vậy cái đường gân là cái đường số 3 và số 6.
số 3 và số 6. Nó kéo dài 5 cộng với 6 là 11 tuần, so với đường số 5 bên kia là 8 tuần. Số 5 với 6 là 11 tuần, so với đường không răng là đường số 5 8 tuần. 8 tuần. Như vậy thì ta rút ra cái điều kiện 2 là chỉ nên rút ngắn cái công việc số 3 và số 6 thì tối đa 3 tuần thôi. 3 tuần. Nếu rút ngắn nữa thì nó đường răng nó thay đổi. Rồi bây giờ từ sự kiện số 1 cho tới sự kiện số 7 thì mình thấy là có cái đường răng từ sự kiện số 1 cho tới số 7. Mình thấy có đường răng đó là 3, 6 và 7. Còn cái đường hoàn toàn không răng đó là 4, 9 và 10. 4, 9, 10. Như vậy cái đường răng là đường 3, 6, 7. Kéo dài bao nhiêu tuần? 11 cộng với 12 là 23 tuần. Còn cái đường mà hoàn toàn không răng là cái đường số 4. Bốn, chín, mười. Cái này bao nhiêu tuần? 10 cộng với 4 là 14, 12 là 16, 16 tuần. Như vậy rút ra cái điều kiện 2, điều kiện 3 là chỉ nên rút ngắn những cái công việc 3, rồi 6, 7, đi tối đa là bao nhiêu tuần? Tối đa là 7 tuần. Rồi tiếp tục từ sự kiện số 1 cho tới sự kiện số 8 có cái đường nào hoàn toàn không răng để so sánh hay không thì mình thấy là có đường số 4, 8 và 12 so với cái đường răng. Đấy. Như vậy cái đường răng, đường không răng, đường không răng là 4, 8 và 12. Còn đường răng là 3, 6, 7, rồi 11. Đường răng 3, 6, 7, 11. Này 11 với 12 là 23 tuần. 23 tuần cộng với 7 là 30 tuần. Còn đường không gian, đường không gian ở phía trên công việc số 4, 10 tuần. 10 cộng với 6, 16. 16 cộng với 9 đó là 25 tuần. Như vậy ta rút ra cái điều kiện số 4 là chỉ nên rút ngắn những công việc ăn này 3, 6, 7, 11, tối đa 5 tuần thôi. Đa 5 tuần. Đa 5 tuần. Rồi bây giờ lại tiếp tục dò từ sự kiện tiếp theo là từ sự kiện số 3 tới các cái sự kiện tiếp theo trên đường răng tới sự kiện số 6. Như vậy thì mình thấy là từ sự kiện số 3 tới sự kiện số 6 rồi số 7 rồi số 8 nó đều không có đường nào hoàn toàn không răng để so sánh cả.
Tại vì mình thấy là nó chỉ có một cái mũi tên đi ra, mà một mũi tên đi ra này nó găng thì sẽ không còn cái đường nào hoàn toàn không găng để so sánh cả. Rồi bây giờ từ sự kiện số 6 tới sự kiện số 7 rồi số 8 đấy, thì mình thấy nó cũng có mỗi cái sự kiện số 6 nó cũng mỗi một 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 cái mũi tên nó đi ra thôi, và một mũi tên đó nó là nó găng rồi, như vậy thì sẽ hoàn toàn không bao thể nào có cái đường nào hoàn toàn không găng để so sánh cả, như vậy thì cũng không có. Rồi từ 7 cho tới 8 thì cũng thế, cũng không có, vì nó chẳng có cái đường nào hoàn toàn không găng đi ra cả, thì không cần so nữa. Không so, mình phải xem thử là cái sự kiện mà mình tính đó là nó có cái đường nào hoàn toàn không găng đi ra thì mình mới so, nếu không có thì thôi. Như vậy thì cái điều kiện của mình là nó gồm có tất cả bốn cái điều kiện này liên quan tới đường găng. Mình rút ngắn như thế nào đó nhưng mà để cho cái đường găng nó không được thay đổi thì phải nó thỏa mãn những cái điều kiện đó. Rồi bây giờ phương án rút ngắn của mình sẽ là như thế nào? Người ta bảo là rút ngắn đi 6 tuần theo phương pháp đường găng 6 tuần. Như vậy bây giờ mình sẽ ưu tiên rút ngắn công việc nào trước? Bây giờ trong số những cái công việc mà bôi đỏ này, trong số những công việc bôi đỏ này 1, 3, 6, 7, 11 là những công việc găng. Như vậy nếu như mình rút ngắn thì mình sẽ ưu tiên rút ngắn công việc nào trước? Thì chắc chắn mình sẽ ưu tiên rút ngắn cái công việc số 6 trước. Số 6 trước vì chi phí ăn thêm một tuần rút ngắn của nó chỉ có 18 triệu thôi. Và cái công việc số 6 này, chỉ có thể rút ngắn đi tối đa là một tuần. Chỉ có thể rút ngắn tối đa là một tuần, không thể rút ngắn nhiều hơn. Vậy bây giờ cái đầu tiên là mình sẽ rút ngắn công việc số 6 đi một tuần trước đây. Như vậy phương án rút ngắn của mình, phương án rút ngắn là mình sẽ rút ngắn cái công việc số 6 một tuần, chi phí tăng thêm là 18 triệu. Như vậy công việc số 6 cũng sẽ không thể rút ngắn được nữa. Như vậy ta xem cái chỗ này, cái nào liên quan tới cái công việc số 6 thì mình phải điều chỉnh lại. Cái công việc số, cái điều kiện số 2 của mình là có thể là nên rút ngắn công việc số 3, số 6 đi 3 tuần. À, thì bây giờ mình rút ngắn cái công việc số 6 đi một tuần rồi thì cái công việc số 3 còn lại chỉ có thể nên rút ngắn đi còn có 2 tuần nữa thôi. Phải điều chỉnh lại. Thì bây giờ cái công việc số 3 này chỉ còn có thể rút ngắn được 2 tuần nữa thôi. Tương tự như vậy, cái điều kiện số 3 là mình có thể rút ngắn công việc số 3, 6, 7 đi 7 tuần. Nhưng mà số 6 mình đã rút ngắn một tuần rồi. Như vậy thì chỉ nên còn rút ngắn cái công việc kia, chỉ còn rút ngắn được 6 tuần nữa thôi. Tương tự như vậy. Với cái phía dưới, cái điều kiện 4 của mình là nên rút ngắn đi 3, 6, 7, 11, 5 tuần. Nhưng mà công việc số 6 mình rút ngắn một tuần rồi. Như vậy cái còn lại chỉ rút ngắn được 4 tuần nữa thôi. Đó là rút ngắn cái tuần đầu tiên. Tiếp tục, nếu như mình rút ngắn tiếp thì mình sẽ rút ngắn cái công việc số 1, vì cái chi phí tăng thêm là bé nhất, chỉ có 21 triệu thôi. Và cái công việc số 1 này nó có thể rút ngắn được 3 tuần là tối đa. Như vậy thì mình nó có thể rút ngắn được 3 tuần là tối đa. Mà cái chỗ này mình thấy là liên quan tới cái công việc số 1 thì chỗ này mình có thể rút ngắn đi được 6 tuần, 1, 3, 6 tuần. Chỗ này thì là mình có thể rút ngắn đi tối đa được 3 tuần.
điều kiện kỹ thuật, chị có thể rút ngắn được 3 tuần. Như vậy tóm lại là chị có thể rút ngắn được 3 tuần thôi, 3 tuần. Như vậy thì cái 3 tuần tiếp theo của mình rút ngắn thì mình sẽ rút ngắn cái công việc số 1 này. Thì 3 tuần. Và chi phí tăng thêm 3 nhân với 21 thì sẽ là 63 triệu. Như vậy tổng cộng mình đã rút ngắn được 4 tuần. Mình phải điều chỉnh lại cái số 1 này. Đấy. Mình nên rút ngắn công việc số 1, số 3 đi 6 tuần. Nhưng mà bây giờ cái công việc số nhưng mà bây giờ cái công việc số 1 mình rút ngắn 3 tuần rồi thì cái công việc số 3 còn lại chỉ có thể rút ngắn đi còn được 3 tuần nữa thôi. Điều chỉnh lại chỗ đó. Rồi như vậy là rút ngắn tiếp tục cái công việc số 1. Bây giờ còn lại nếu mà rút ngắn tiếp thì mình sẽ rút ngắn cái công việc số 3. Đấy, số 3. Bởi vì nó chi phí tăng thêm chỉ có 25 triệu so với số 7 là 27, so với số 11 là 29. Như vậy mình sẽ rút ngắn công việc số 3. Công việc số 3 thì có thể rút ngắn tối đa đi 3 tuần. Đấy, còn trong cái những cái ràng buộc này thì mình thấy là liên quan đến công việc số 3 thì chỗ này có thể rút ngắn được 3 tuần, có thể rút ngắn được 2 tuần, có thể rút ngắn 6 tuần, 4 tuần. Như vậy tóm lại là chỉ có thể rút ngắn được 2 tuần thôi. 2 tuần, đường gang nó không thay đổi. Như vậy thì cái phương án tiếp theo của mình sẽ là rút ngắn cái công việc số 3 2 tuần và chi phí tăng thêm là 50 triệu. Như vậy mình sẽ điều chỉnh cái ràng buộc. Đó, số 3 bây giờ rút ngắn đi rồi thì bỏ cái số 3 này đi, không rút ngắn được nữa. Rút ngắn được 2 tuần là bỏ đi. Chỗ này điều kiện thứ 3 rút ngắn 2 tuần rồi thì bây giờ chỗ này chỉ còn rút ngắn được 4 tuần nữa đối với cái công việc số 7 này thôi. Rồi dưới này cũng xóa đi. Xóa đi. Số 3 đi rút ngắn đi 2 tuần rồi thì chỗ này chỉ còn rút ngắn được có 2 tuần nữa thôi. Như vậy cái đề bài họ yêu cầu chúng ta là rút ngắn đi 6 tuần theo phương pháp đường gang và chi phí tăng thêm là bao nhiêu, thì tới cái chỗ này là mình đã rút ngắn được 6 tuần rồi theo cái yêu cầu của đề bài. Như vậy tổng cộng là 6 tuần, chi phí tăng thêm của mình là bao nhiêu? Trăm ba mươi mốt triệu, tăng thêm 131 triệu. Bây giờ nếu như mà mình rút ngắn tiếp thì mình sẽ rút ngắn như thế nào? Thì bây giờ cái công việc số 3 mình rút ngắn rồi, bây giờ còn lại một cái công việc số 7 và công việc số 11. Như vậy mình sẽ ưu tiên rút ngắn công việc số 7 trước. Số 7 thì chỗ này có thể rút ngắn đi tối đa là 4 tuần lận. Đấy, như vậy chỗ này có thể rút ngắn công việc số 7 4 tuần, chỗ này có thể 2 tuần. Như vậy thì có thể rút ngắn công việc số 7 đi 2 tuần. 2 tuần. Như vậy nếu mà rút ngắn tiếp sẽ rút ngắn cái công việc số 7 đi 2 tuần và chi phí tăng thêm sẽ là 54 triệu cho 2 tuần rút ngắn đó. Như vậy là điều chỉnh tiếp có thể rút ngắn cái công việc số 7 này mà xong rồi. Như vậy có thể rút ngắn công việc số 7 số 11 thì 2 tuần, nhưng mà bây giờ mình rút ngắn cái công việc số 7 đi 2 tuần rồi, 2 tuần rồi thì bây giờ cái công việc số 11 này cũng không còn rút ngắn được nữa, không, vậy là xóa luôn, xóa luôn. Như vậy là mình đã rút ngắn hoàn toàn theo cái phương pháp đường gang, rút ngắn hoàn toàn theo cái phương pháp đường gang và
có thể tối đa có thể rút ngắn được chừng này thì đường răng nó không thay đổi và chi phí tăng lên, tổng cộng là mình rút ngắn được 8 tuần và chi phí tăng thêm là 185 triệu. Như vậy đây là tổng tổng mình có thể rút ngắn được 8 tuần và chi phí tăng lên 185 triệu theo phương pháp đường răng. Thì đường răng nó vẫn là như thế, nó không thay đổi và chi phí tăng thêm là bé nhất. Còn đề bài yêu cầu chúng ta rút ngắn 6 tuần thì mình chỉ cần rút ngắn tới chừng đó, chi phí tăng thêm 131 triệu. Thì đây là cái phương pháp đường răng. Thì cái phương pháp này á, thì nó giúp cho chúng ta có thể rút ngắn được bằng tay, bằng cách đó là một cái dự án mà nó cũng không quá phức tạp, thì mình có thể viết ra các cái ràng buộc rồi điều chỉnh rồi rút ngắn nó rất là nhanh bằng tay. Biết là mình nên rút ngắn cái công việc nào thì không rút ngắn rồi này kia, rồi chi phí tăng thêm là bé nhất. Thì đối với cái phương pháp này thì với một cái dự án mà tầm mấy chục cái công việc thì mình còn có thể áp dụng được. Còn nếu như mà một cái dự án mà nó quá nhiều, nó phức tạp hơn ấy, thì nó sẽ rất là phức tạp. Cái việc mình ngồi mình dò từ cái sự kiện nào tới sự kiện nào rồi rút ngắn nó ra sao này kia thì nó rất là mất thời gian và nó rất dễ bị nhầm lẫn nếu như mà mình không đi theo một cái phương pháp. Vì vậy nên nó có một cái phương pháp khác, đó là phương pháp bài toán tối ưu. Thì cái phương pháp này nó sử dụng cái toán quy hoạch tuyến tính để tìm ra cái nghiệm tối ưu. Thì là cái nghiệm tối ưu, nó dùng cái add-in solver trong cái Excel để mà chúng ta giải ra, thì nó sử dụng toán. Thì trước khi mà mình giải được cái bài toán đó ra thì mình phải viết cái bài toán đó, viết cái bài toán nó khá là phức tạp. Mình viết được những cái bài toán này thì chúng ta không có thời gian, với lại chúng ta nếu mà chúng ta quản lý một cái dự án nhỏ chúng ta rút ngắn bằng tay như vậy thì nó sẽ linh động và nó nhanh hơn. Còn chúng ta rút ngắn bằng bài toán tối ưu thì nó liên quan chúng ta phải rất là rành về cái viết cái bài toán đó, nếu không nó sẽ bị nhầm lẫn. Nếu như mà chúng ta sử dụng bài toán tối ưu thì chắc chắn rằng đó là cái nghiệm rút ngắn cái công việc nào này kia chắc chắn rằng nó là tối ưu nhất và chi phí tăng thêm rồi là bé nhất. Còn khi mà chúng ta rút ngắn bằng phương pháp bằng tay như vậy ấy, bằng phương pháp đường răng này ấy, thì nó sẽ đưa ra cái phương án rút ngắn ấy, thì đôi lúc nó là tối ưu nhất giống như phương pháp bài toán tối ưu, nhưng mà đôi lúc nó sẽ không có được tốt bằng cái bài toán tối ưu. Nó chỉ tối ưu theo phương pháp đường răng này thôi chứ nó không phải là tốt nhất. Thì đó là phương pháp rút ngắn theo cái phương pháp đường răng. Còn một cái dạng sơ đồ nữa, đó là sơ đồ dạng LN. Thì cái sơ đồ này chắc chúng ta không có thời gian để học lý thuyết nữa. Thì cái sơ đồ dạng LN này thì nó biểu thị một cái công việc một hình chữ nhật. Thì trên cái chữ nhật này thì cũng đều ghi cái thời gian sớm nhất bắt đầu công việc, rồi sớm nhất kết thúc công việc, và thời gian muộn nhất bắt đầu công việc, thời gian muộn nhất kết thúc công việc mà không ảnh hưởng đến công trình, rồi thời gian dự trữ công việc, thời gian hao phí, vân vân. Thì mình thấy là nó mang cái ý nghĩa giống y chang như cái sơ đồ dạng LOA mà mình vừa mới học, thì nó không khác gì cả. Nó đều là thời gian sớm nhất bắt đầu công việc theo dự kiến, rồi thời gian sớm nhất kết thúc công việc theo dự kiến, rồi thời gian muộn nhất bắt đầu công việc mà không ảnh hưởng tới công trình, rồi thời gian muộn nhất kết thúc công việc mà không ảnh hưởng đến công trình, rồi thời gian hao phí của công việc, vân vân. Thì mình thấy nó đều mang cái ý nghĩa y chang như cái sơ đồ AOA. Thì chúng ta không 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 có thời gian để học cái sơ đồ này, nhưng mà cái sơ đồ này thì nó trong cái phần mềm MS Project thì nó vẽ sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần chọn cái network diagram là nó sẽ vẽ ra cái sơ đồ mạng lưới cho mình liền, và nó đều là cái sơ đồ hình vuông như vậy hết. Thì nó cũng tương tự rồi, rút ngắn nó cũng tương tự luôn.
Vậy chúng ta kết thúc cái phần lý thuyết về cái hoạch định thì ở đây. Ba tiếng thôi, vì thế nên chúng ta kết thúc cái buổi học ở đây luôn. Em luyện tập vẽ, làm những cái bài tập phía sau cái chương 1. Chương 1.